quay tiếp. Ừ. Một ngày khoảng bao nhiêu? Mỗi video 2 phút quay tầm 50 cái. Thế lúc ngủ chạy tun. Anh bảo đấy là chạy tun, tao cũng chả hiểu lắm đâu mày ạ. Như kiểu kiếm tiền qua kênh nước ngoài gì ấy. Xong bọn nước ngoài nó trả ấy. Nắng vãi kia. Quỳnh chả nói chuyện gì cả. Ta thấy viết Hùng kiểu ta thấy tao nhiệt tình bạn ấy phết ấy, nhưng mà bạn ấy kiểu gì mình ấy. Thế à? Có nghĩa là không phải, chắc là kiểu mình không lọt vào mắt của bạn đấy nên là bạn ấy sẽ không để ý. Nói thế. Hả? Mới đầu nó thế đấy, mày phải nói nhây nhiều vào với nó. Kiểu gì nó sẽ phải nhây lại thôi. Yeah. Mới đầu ta nhắn mẹ nó cũng khô vậy. Nó kiểu bây giờ nó ấy vậy. Nó nhây à mày? Thằng ấy nhây. Nếu mình nhây nó. Nên nó sẽ dụ. Nó thì nó cũng tương trợ. Ví dụ mà nó nhắn với người như nào thì nó sẽ nhắn lại như thế. Ờ. Đấy. Cùng tần cho cùng người như thế. Ui đẹp thế nhỉ. Tốt đẹp cả ấy. Shop này bạn hàng lớp mình làm không mẹ? Thằng lớp mình làm. Mấy lần tao mua xong nó cứ mãi nhìn máy tính, nó cứ gọi tao là chị, xong lúc nó ngẩng lên và bảo ơ anh à.